Phong trào của ngành giáo dục, chúng ta đã tiếp tục chương trình học trên kênh trực tuyến trên YouTube của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài 20 nước bạn tuyệt thời Lê Sơ từ năm 1448 đến năm 1557. Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi vua và nhà Hậu Lê được thành lập. Nhà Hậu Lê trải qua hai thời kỳ, đó là thời Lê Sơ và thời Lê Trung Hưng. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 20. Lê Sơ của nhà Hậu Lê, nước Đại Việt thời Lê Sơ. Bài 20 có 4 nội dung lớn. 1. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật. 2. Tình hình kinh tế, xã hội. 3. Tình hình văn hóa, giáo dục. Và 4. Một số nguyên nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. Thì trong bài này chúng ta chỉ sẽ học phần 1, 2 và 3 La Mã. Phần 4 La Mã chúng ta là sẽ không học, vì đó là cái nội dung theo chương trình giảm tải đã được tinh giản bớt. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1 La Mã của bài 20, tình hình chính trị, quân sự, pháp luật. Trong cái phần 1 La Mã này sẽ bao gồm 3 nội dung. Một nhỏ, tổ chức bộ máy chính quyền. Hai nhỏ, tổ chức quân đội. Và ba nhỏ là luật pháp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nội dung đầu tiên. Phần 1 nhỏ, tổ chức bộ máy chính quyền. Về bộ máy chính quyền của nhà nước Lê Sơ thì đó là nhà nước quân chủ chuyên chế, vua đứng đầu và nắm quyền. Về cái tính chất nhà nước quân chủ chuyên chế thì chúng ta đã học ở những cái triều đại trước rồi, đó là một cái triều đình vua là người đứng đầu và nắm giữ mọi quyền hành. Ở thời vua Lê Thánh Tông, bộ máy nhà nước được tổ chức hoàn chỉnh nhất. Và để tập trung quyền lực trong tay mình thì vua cho bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển, để vua trực tiếp nắm lấy mọi quyền lực, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội. Bộ máy nhà nước được phân chia thành hai cấp, đó là cấp trung ương ở triều đình và cấp địa phương. Về cái việc phân chia bộ máy nhà nước thành hai cấp thì cái này chúng ta cũng đã học ở những triều đại trước như là thời Lý Trần. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ cấp trung ương được tổ chức như sau. Vua đứng đầu, giúp việc cho vua có các quan đại thần. Trong triều đình thì có 6 bộ: bộ lại, bộ hộ, bộ lễ, bộ binh, bộ hình, bộ công. Trong 6 bộ này thì bộ lại sẽ phụ trách việc tuyển bổ khảo hạch, thăng giáng quan lại, phong tước. Bộ lễ phụ trách nghi tế, thiên văn, tôn giáo, âm nhạc, đối ngoại, giáo dục, thi cử. Bộ hộ và quản lý ruộng đất, thuế khóa, kho tàng, dân số và cấp phát lương bổng. Bộ binh quản lý quân đội, quân trang, vũ khí, phòng thủ biên cương. Bộ hình có phụ trách tư pháp và xét xử. Bộ công phụ trách xây dựng, giao thông, bảo vệ đê điều, rừng. Bộ máy nhà nước ở các địa phương thì cả nước được chia thành các đạo. Đến thời vua Lê Thánh Tông thì đổi, chia các đạo thành đạo thừa quy và có 13 đạo thừa quy. Ở mỗi đạo, đạo thừa quy có ba cơ quan được gọi là ba ti. Ba ti này là đô ti, thừa ti, khiến ti, và mỗi ti sẽ phụ trách nhiệm vụ khác nhau ở mỗi một cái lĩnh vực khác nhau. Đô ti phụ trách quân sự, an ninh, khiến ti phụ trách việc thanh tra quan lại, xử án pháp luật, thừa ti phụ trách việc hành chính, đại tập, thuế khóa. Và dưới đạo thừa tuyên sẽ là đơn vị hành chính phủ, châu, huyện, xã. Tôi mời các em ghi bài. Trong cái phần tổ chức bộ máy chính quyền của nhà nước Lê Sơ,
phải học mấy bản sơ đồ, em phải vẽ cái bộ máy nhà nước và bản sơ. Vua đứng đầu và nắm mọi quyền hành, giúp việc cho vua và quan đại thần. Trong triều đình có 6 bộ, đứng đầu mỗi bộ là quan thượng thư, mà hay còn gọi là lục bộ, gồm bộ lại, bộ hộ, bộ lễ, bộ binh, bộ hình, bộ công. Và còn có các cơ quan chuyên môn, hàng lâm viện, quốc sử viện, ngự sử đài. Hàng lâm viện là soạn thảo công văn của triều đình, quốc sử viện đã ghi chép lịch sử và ngự sử đài quan sát công việc của nhà vua. Đặt cho mời các em sẽ vẽ cái sơ đồ bộ máy nhà nước cấp trung ương và dân tộc của mình. Còn mời các em có thể tạm dừng màn hình để chúng ta vẽ cái sơ đồ bộ máy nhà nước và tập nhé. Cấp địa phương thì thời vua Lê Thánh Tông đã chia cả nước thành 13 đạo thừa ti. Ở mỗi đạo sẽ có 3 ti là đô ti, chiến ti, thừa ti. Dưới đạo thừa ti là phủ, dưới phủ là huyện và châu. Đơn vị hành chính huyện châu này trong những bài trước chúng ta cũng đã được tìm hiểu. Hai đơn vị hành chính này ngang cách nhau, nếu là vùng đồng bằng thì sẽ là huyện và vùng miền núi thì sẽ gọi là châu. Và đơn vị hành chính cuối cùng là xã. Nên là các em sẽ vẽ cái sơ đồ để nói là nước cấp địa phương này. Và trên màn hình đó là cái sơ đồ mà cô đã tổng hợp lại ở cả hai cấp, cấp trung ương và cấp địa phương, thì chúng ta dễ theo dõi. Ở cấp địa phương thì cả nước dưới thời vua Lê Thánh Tông được chia thành 13 đạo thừa ti, và đây là hình 44 lục đồ hành chính nước Đại Việt tại đây cơ. Chúng ta có thể nhìn thấy được 13 đạo thừa ti nó trên lục đồ. Có 13 đạo thừa tiên và một phủ, đó là phủ Trung Đô ở Thăng Long, tức là số 14 trên lục đồ. 13 đạo thừa tiên đó là 1. Quảng Nam, 2. Thuận Hóa, 3. Nghệ An, 4. Thanh Hóa, 5. Thiên Trường, 6. Nam Sách, 7. Quốc Oai, 8. Vân Hóa, 9. Tuyên Quang, 10. Thái Nguyên, 11. Lạng Sơn, 12 Bắc Giang, 13 An Bang, và cuối cùng là một phủ Trung Đô ở Thăng Long, một số 14 trên lục đồ. Chúng ta sẽ so sánh bộ máy nhà nước thời Lê Sơ với bộ máy nhà nước ở thời Trần, thì là chúng ta nhận thấy rằng với cái bộ máy nhà nước thời Lê Sơ được tổ chức hai cấp, cấp trung ương và cấp địa phương, và có lục bộ trong triều đình và các cơ quan chuyên môn, cũng như là bộ máy nhà nước cấp địa phương được phân bố rõ ràng, thì chúng ta có thể nhận xét tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ chặt chẽ và hoàn thiện hơn, thể hiện tính chất quân chủ chuyên chế cao độ. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó là tổ chức quân đội. Cũng giống như những triều đại trước, quân đội được chia thành hai bộ phận chính là quân triều đình và quân ở địa phương. Quân đội gồm có bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh. Vũ khí thì có đao, kiếm, giáo, mát, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo. Và nhà nước Lê Sơ vẫn tiếp tục thực hiện chính sách ngụ binh ư nông,
Về chính sách ngũ binh lương nông thì chúng ta đã nắm rõ đó là cái việc kết hợp giữa binh lính với nhà nông. Trong thời bình thì tất cả đều trở thành người lính chiến đấu để bảo vệ đất nước. Và trong thời, tức là trong thời chiến, và còn trong thời bình thì những người lính này họ cũng trở thành những người nông dân để lao động sản xuất, đem lại nguồn lương thực cho đất nước. Hàng năm quân lính đều luyện tập võ nghệ chiến trận. Vùng biên giới thì được bố trí quân đội mạnh để bảo vệ biên cương, bảo vệ đất nước. Và lúc này nhà nước Lê Sơ đã cho bãi bỏ lực lượng quân đội riêng của vương hầu Lý Tông Trần. Đây là cái lực lượng quân đội riêng mà nhà Trần đã cho phép vương hầu Lý Tông Trần được có cái quân đội riêng cho mình ở triều Trần. Trích đại việt sử ký Toàn Thư, vua Lê Thánh Tông đã căn dặn các quan trong triều: một nước muối, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ, để cương quyết tranh biện chớ cho họ lớn dần. Nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người nào dám đem một thước núi, một tấc đất của thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di. Và qua cái trích từ tư liệu đại việt sử ký Toàn Thư, chúng ta cũng có thể thấy quyết tâm bảo vệ đất nước của vua Lê Thánh Tông thi hành chính sách về địa phương, về nuôi với kẻ thù, đề cao trách nhiệm của mỗi người với đất nước và phải trừng trị thích đáng tội đáng nước. Thì ngồi cái em ghi bằng trong cái phần mà họ ghi tổ chức quân đội thì chúng ta chỉ ghi hai ý, đó là quân đội gồm hai bộ phận là quân ở triều đình và quân ở địa phương thi hành chính sách của hội đồng y năng. Cô vẫn nhắc lại là ở cái phần ghi bài học, các em có thể tạm dừng màn hình để chúng ta có thể ghi chép bằng thuận tiện. Chúng ta sang phần 3, luật pháp. Về luật pháp thì trước nhà nước Lê Sơ đã có những bộ luật nào được ban hành ở các triều đại trước? Mà liên hệ kiến thức bài cũ, chúng ta dễ dàng nhớ là bộ luật Hình Thư được ban hành dưới thời nhà Lý vào năm 1042. Đó cũng là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. Và đến thời Trần thì nhà Trần đã cho ban hành Quốc Triều Hành Luật. Dưới thời nhà nước Lê Sơ thì thời vua Lê Thánh Tông, luật pháp cũng đã được ban hành, đó là bộ Quốc Triều Hành Luật, nó còn gọi là luật Hồng Đức. Hồng Đức là niên hiệu của vua Lê Thánh Tông. Sau này chúng ta sẽ còn thấy những cái công trình, những cái thành tựu khác được mang tên của niên hiệu của vua Hồng Đức, như là những cái tác phẩm văn thơ, những công trình thủy lợi, vân vân. Nội dung chính của bộ luật Hồng Đức là bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến, bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ. Thì so sánh với nội dung chính của những bộ luật của các triều đại trước đây, chúng ta thấy vẫn là nhấn mạnh về việc bảo vệ cho quyền lợi của vua, của triều đình, của hoàng tộc, của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến. Nhưng ở cái bộ luật Hồng Đức dưới thời Lê Sơ thì có một cái điểm tiến bộ của bộ luật này. Điểm tiến bộ được thể hiện ở cái nội dung là bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ. Chúng ta biết là trong xã hội phong kiến, người phụ nữ không được coi trọng. Với cái tư tưởng trọng nam khinh nữ thì người phụ nữ thường rất là thiệt thòi về nhiều mặt. Cho nên cái bộ luật Hồng Đức đó nêu nội dung bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ, đó là điểm tiến bộ của cái bộ luật này. Và tôi mời các em đi bằng luật pháp ban hành Quốc Triều Hành Luật, hay còn gọi là luật Hồng Đức. Nội dung chính của luật Hồng Đức thì sẽ học sách giáo khoa trang 96 của cô. Và bài 20 nước Đại Việt thời Lê Sơ với phần một la mã đã kết thúc.
Tôi sẽ tiếp tục phần 2 và phần 3 của bài ở cái video clip sau. Xin chào các em. Chúc các em thật nhiều sức khỏe và học tốt, nếu như kết quả đầy đủ. Xin chào các em.